bởi ra đi ta có lời thề mang mặt pháp mà cần kề xung hiệp. Vì tiền mà phải đau điên, vì tiền mà phải mất duyên với Phật mà thầy. Giờ này cậu chẳng có ru đờn kêu tích tịch người trú quay đâu. Nên là giờ hôm nay thì cậu tặng cho thế giới luôn. Dạ. Yeah. Nó là phải nói chung luôn thế giới vì nhân dịp có lễ Phật thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sơn Chư Hương Phật. Trước khi cậu hát có đôi lời á, gửi về năm châu thế giới, dù mới hay cũ gì cũng lắm mà nghe. Ngày xưa thì cậu đã từng đọc hơi về, hôm nay cậu hát thẳng để biết được nỗi tâm tư của cậu hiền. Đã bấy lâu cậu dứt thiền không chèo nữa, vì chiến tranh, vì bom lửa đã khắp năm châu. Thì 30 mấy năm cậu vắng mặt từ lâu, nay quay trở lại ngõ hầu mong đời được đổi mới. Thì từ xa hay hoặc gần, tại đất nước Nam, những con đạo linh tăng mong rằng lời nói này sẽ được đổi mới. Vì cậu biết dù ở phương trời nào, các linh tăng linh tử rất là khổ, rất là đau. Kẻ bệnh đau người lại khổ, kẻ đau là đau căng mà cũng không biết cái đau. Rồi thời tiết đó là càng ngày nó sai. Thì hôm nay đây cậu nhấn mạnh cậu là cậu hai từ lâu mà trở lại để về nút cấm này gặp chương đài cho mẫu nghi. Nhưng còn gặp cái chuyện lâm nguy, cũng như cậu đã nói đức cậu bị nạn, thì hôm nay cậu cũng nói luôn cho các bạn, các đạo hữu, các Phật tử phương xa nghe lời của cậu nói giờ này. Hôm nay không phải là ngày của thầy nữa, nhưng vẫn còn hương đậm một chút tình thương của ngài dỗ của đức te. Cậu rất mừng khi trở lại trần gian, đem tiếng hát lời vàng ra ai, mong Phật tử phương xa mau gặt hai đạo bồ đề trở lại Nam Nam. Phật tử biết rằng chúng sanh linh tử ở chốn trần gian còn niềm khổ trong năm nay canh cây, bởi được lệnh cậu mới bày ra một chút xí để niềm tình cho linh tử quay đầu. Rồi chờ nhau cho đến ngày châu quân dương trở lại ngõ hầu cấm sơn, nên cậu quen linh tử cầu trạng dân cho tròn trách nhiệm lai quần kiếp này. Kẻ đầu thai người chưa trở lại, kẻ tuổi già chờ quê ngoại nỗi thương tề. Bởi ra đi ta có lời thề mang mặt pháp mà cần kề xung hiệp. Hỏi rằng con tu có kịp được hay không, thông điệp xuống đâu rồi. Ráng tu ráng đắp ráng vội, ráng thêm kiên quyết kỳ này nữa thêm. Chúng mình như thợ gói anh em khéo thì của đặng lắm người về mua, còn gói không khéo thì không ai mua chê nó. Thì đạo này chưa gió như mây, mấy lời này cũng nói gió mây, mong không cảm hiểu lời này sâu. Bấy lâu nay cậu từng ung đúc chuyến đò chiều đã tắt từ lâu, từ đây sắp tối ngõ hầu đò đưa trở lại mà thời cấm sơn. Ai nghe lời cậu đáng trả dơn, nhất là quý vị được lệnh ơn trên làm. Ráng sao cho bao hàm an lạc cả thế giới đại đồng, không phải đứt ra
ráng làm sao ta đừng để dương quan hàm ma giới quỷ nó làm phô trương đó. Ráng làm sao màn ba không có thì mới đúng là con trời ngoan của Phật tiên. Vì tiền mà phải đau điên, vì tiền mà phải mất duyên với Phật mà thầy. Vì tiền phải chịu đọa kỳ này, vì tiền thì con phải lìa thầy mẹ cha. Nay cậu hát bài ca giống cô, thương cho người còn nỗi khổ năm châu. Biết rằng xưa cậu đã vắng lâu nay hát lại ngõ hầu chúng đông. Phật tử ơi lưới trời lòng lắm, đâu ai nào ngăn được trời ra. Thôi rồi thương mẹ thương cha thương thầy thương tổ, nhớ quê nhà cũng gắn tu. Giờ này cậu chẳng có ru đờn kêu tích tịch người trú quay đâu. Lô tô gọi ngõ hầu cảm xúc, báo từng con cố nhỏ của thế gian. Tiếng lô tô là gọi lại âm gian ngày xưa đó mà trần gian kêu rồi. Bởi lô tô bây giờ cũng phân loại, lô tô buồn ngồi chờ đợi ai kinh. Sợ đất trời sắp tới sẽ rung rinh, còn gọi nữa hay hình với mong. Phật tử ơi cụ ngồi đây trong ngóng, con của thầy trở lại với cậu vui. 7 năm qua cậu khóc mặn mùi, nhưng vẫn biết đạo phục lùi đúng là Phật. Chứ không phải tu sai hay đặt, bởi nghiệp sau quả kiếp của bảy xưa. Nay cậu kêu nhắc lại người xưa, ở xa chốn không riêng đây mình cầu. Xưa các xác nữ cậu thường ở đâu, thì ngày nay đã có xác rồi. Kể từ khi có xác cậu cũng bồi, 36 niên chẳng để chờ rồi linh từ. Qua một cuộc trời cao xét xử, kiểm tra người làm đạo có được chưa. Còn hát ca cậu tìm kiếm người xưa, đã chung kết cậu hiện nhiều niên trước. Kể từ khi cậu lìa tay trước, theo đức thầy xuống thế để chẹo đò. Nên cậu kêu tất cả đạo cùng trò, nghe cho được con đò dễ dàng. Đưa đò cứ đưa, buổi nay sớm hôm đưa đò. Đò nay trở về nơi vùng núi Cấm, chờ nó đưa người khách lên chiếc đò. Không mà thời tối đêm đời vào tối nay, đêm đời cuộc trao, giúp cho chúng trên nơi nào. Giờ đây sắc màu phô bày trước mắt, ngày trước ca sau nay ra tất cả. Chinh đừng nhũng vô ra mà điểm tròn. Lô tô con khổ, bảo tổ vừa mọc rồi, ngồi đây cậu lại bội hồi tâm tư. Bảo rằng số chẳng riêng tư, số trời chỉ định nào thời cậu.
ai nghe được ngài nói cậu sổ, giúp cho người biết tổ biết tông, biết kia là giống là giọng, là tiếng với Phật mặn nồng gieo duyên. Nó đò chiều đã dứt từ lâu, đò này nhắc khéo năm châu con thầy. Bông sen mọc giữa bùng lầy, rất thơm rất quý, giảng dạy ngày xưa. Đêm rồi cúng Phật rất mưa, quý ngài luôn. Chắc là đất cầu đã thưa đến trời, đâu xin mẹ đất cha trời, Ngọc Hoàng mà thương phụ thương đời cho linh căn. Qua khó khăn trong màn ba canh tí, bị án rồi sự ký nó quên. Nay thì có tuổi có tên có nền, có mắm mà dội quên trang liền. Con của Phật đầm đìa lễ khổ, nay cũng là ngày dỗ Tây An. Cậu hiền cúng tại nhà gia trang, bồ đề là quán mà dầm chán cái lệ buồn. Xưa cậu cũng chèo chuồng tám hương bốn phương trời, ai hiểu gì đâu. Thương cho phương thượng cấm câu dính mồi, không biết mà nói lâu cái đời chờ. Nên khét lại của đời thở trước, đã đem lời tri trước má ông họ lô đảo độc linh hồn, nói ra chức nhất cáo tròn ở đâu. Di lạc chẳng năm châu đâu mà kiếm, tại Việt Nam không kiếm ông về. Mặt ai nhung nhung chệ chệ, vì xưa ông đã lời thề cho nước Nam. Nên kêu các cậu về làm cho ông thua, dọn cơ đồ cho được kỳ ban, trầy ăn chỉ rõ quê nhà. Cỡ cao còn nghe được lời tà có sắc thân, cũng tại bị động ngân phiên quốc mà quên đi chiêm quốc Nam miền. Chúng ta làm chủ của tiền, đừng cho tiền chủ thì mình hiền cũng sống. Đời mặt pháp ai giống ai phản, ráng cho tròn duyên mãn thì gặp thầy. Con cũng là con mẹ con thầy, con trong con tổ mà kỳ này phải quy. Quy là quy gì? Đó con làm tất cả điều thường thường là tỉnh An Giang. Đó là cũng nói thật. An Giang này đang bắt đầu suy tiễn. Ở trên đã kêu bằng quán điển tại tỉnh An Giang để kiếm tìm những người nãy cũng nói đó. Không phải là ai cũng giả, ai cũng thiệt. Thiệt giả sau này sẽ biết. Thời tiết sau này đổi thay. Dù cho anh gái hay trai, anh có tài, anh có đức thì ở trên người ta mài, người ta phân. Ta phân biệt là đo, ta cân, ta đông, ta đếm. Chứ con không cần gì mà đấy mà đếm mà đo. Ở trên cũng đã có lo. Đo là đo lấy, đo lòng, đo ý, đo tâm, chứ không có đo tiền, đo bạc. Đó, chỉ nói vậy thôi. Đã nói đời này đời vẫn mặt rồi.
mặt pháp ai con cũng nghe nó đều mặt pháp, đâu con pháp nào đâu ngoài pháp hoài, nhưng mà tự vì đây là yêu cầu cổ muốn pháp này con nhắc nhở lại. Cái thật sự nói nó hay hơn là học ăn, là học nói, là học gói, là học làm. Ăn rồi mình đã ăn rồi, mình ăn mình biết ăn đúng chay, ăn chay mặn rồi. Nói thì mình đã nói cho giúp đời được rồi, khách trời vừa vừa qua là cụ gói nó cũng về để cô xây dựng này để chờ các bên căn về. Chứ ví dụ bây giờ lên căn về ở đâu, còn nhà người ta ở nhà mình mở, con người ta đã lo, con mình lo, trò người ta đã lo, trò mình lo, cái đó là thường rồi đó. Nên là cậu nói vậy để hiểu, còn hành là lúc này là hành được không, là hành là chính bản thân cậu hành. Hôm nay con ngồi con nói đây rồi, nay mai cậu cũng chừng có đi Cà Mau, có đi Bến Tre, có đi còn nhiều cách có đi nữa. Đây có du viên không thể nói được. Đó, thời gian qua 3 năm rồi, bây giờ cậu đi mà cậu đi nước ngược, không có đi nước xuôi. Cái này cũng treo đò mà treo nước ngược để chờ trời sẽ sắp tối xuôi. Đi để biết đâu đem cho ta cái xuôi thành cái may mắn làm sao. Đó, nói vậy đó, anh trai trắng được nên đặng có. Và cái của cậu là vậy, bởi vì cái gót chân cậu đi đến đâu phải nở chứ cậu không cho bút mà cũng trong tàn. Mà cậu không có về bạc có vàng hết, đi là đi xì đi vẫn tâm nguyện, đi để sứ mệnh chờ cháu. Thì con chỗ nào có bệnh có lao thì mình đến thì mình trao lại ông Đức Phật cũng như Thích Ca Mâu Ni biết 100 kiếp của ông thì đương nhiên là mình tu mình cũng giống ông được. Chứ đừng nói ông nói ta thành Phật, chúng sanh cũng thành Phật. Thì ông nói gì mình tin đi, mình cũng là Phật, mình làm chập mình là ma thôi. Phật Phật ma ma Phật cũng do ta nhất trí thành tâm đó Phật mà. Hiểu không? Nhất trí mình thành tâm. Nhất trí là gì? Mình làm cái gì mà Phật điểu mình đừng có làm thì đừng có làm. Mà mình làm thì mình nó phải là Phật. Hiểu không? Còn làm giống Phật, bởi vì Đức Quỳnh ông nói một câu học Phật tu nhân. Là trước khi á, ông đâu có chết đâu, ông đi mà. Thì ông đi trước khi ông đi, ông nói á, thì cái sau đời của ông công nghệ, công nghệ xong đây thấy rõ rồi. Còn mà không nghe ông nói nữa, ông nói sau này nếu cắm có chùa nhận linh thì có rồi đó. Chưa lúc, chùa lúc, đó. Lúc thầy nói là chưa có không? Chưa có, chưa có gì hết á. Mà cái chuyện tivi và máy này nè, những cái chuyện này nè chưa có luôn. Rồi sau cái ông nói một câu nữa đây, tử vi xuất hiện là đời sắp tan, sắp an. Tử vi xuất hiện là đời sắp an. Cái ai cũng tưởng tử vi, cái mấy ông thầy á, thầy pháp hồi xưa đó thấy vậy cái đem ông tử vi lên, mỗi lần ha ai vô cúng nó đem tử vi chấn đi chấn cửa chấn cửa, ông đứng ông dùm cửa. Ông tử vi đâu có tử vi là cái danh người ta nói là sẽ xem bói tử vi, nhưng mà của ông Khổng Tử Thông Minh ngày xưa, hiểu không, của bên Tàu. Bây giờ cái chuyện nhiên có vẽ ra hình ông ngồi trên con cọp này kia nói ông là tử vi, cái đó là điều sai hết. Tử vi xuất hiện đời sắp an, điện tử vi tính thấy rõ rồi, đời sắp an, đời mình sắp an rồi. Rồi còn nói vậy nha, Nam Giang vi tính, Nam Giang có vua, Việt Nam sắp có xuống mà giờ có vua rồi đó. Thời gian lâu Việt Nam là Nam Giang là vua, vua ông chưa có nên Việt Nam sắp có chúa, chuyện giờ sắp giờ đó chúa hay có chúa, chúa này là chúa. Khi mà ông lên á thì ông cứu cả muôn loài chứ không phải là cứu một nước, mà chính Việt Nam đứng Việt Nam ông cứu, người ta mới nể Việt Nam này. Còn ông vẫn cứu Việt Nam mà không ai biết, cứu Việt Nam để cho nó qua nạn, qua tay qua này qua kia rồi. Bây giờ đừng nói câu về hết. Tại sao nè, nghe Trung Quốc nè, nó hôn nó hâm nó giật người Việt Nam cái là tự nhiên nó bị bỏ hồn, cái đó chỉ có Phật mới làm được. Chứ đâu có ông cán bộ làm được đâu, đâu có ông quân đội nào làm được đâu. Chị nghĩ không, là có nghĩa là thiên định cái nhân không định được thì mình đừng có tính gì hết. Mà người định tính tôi quýnh ngủ có chỗ ăn còn chưa xong mà quýnh gì. Cái đó nó dốc thiệt mà ông làm được, thì người nào làm chuyện đó được thì người đó mới là sau này là coi thế giới. Còn phải ngồi bển mà nó qua. Bây giờ có nhiều người ở bên nước ngoài xưng cha xưng này xưng kia, cô thấy rất nhiều. Đây là chỉ nói với nhau nghe thôi, chứ cô không chỉ tên ai hết. Nói là mất lòng. Đây là chỉ nói để cho hiểu. Việt Nam mình nuôi Việt Nam chứ không muốn chạy đâu hết. Cho ông đi rồi mà ông cũng đi. Vì cái trách nhiệm của ông, ta nói Việt Nam, ta nợ Việt Nam thì ông ở Việt Nam. Ông chỉ nói khùng chỉ nói chơi, ngày xưa ông giả khùng mà Đức Phật thầy giả khùng. Khùng chỉ nói chơi chứ tiên điều hàng hết, điều phục hết. Cùng chỉ nói chơi chứ hàng hồng chưa chơi chưa phiên hàng phục là cắt nước đi hết. Cái này mới có một tiếng reo, tiếng reo gì
Máy bay không bay, ó, trời ơi, ó chạy lại biến bay, xe kia biến chạy, thấy không, ghe kia biến dừng. Đó, nó đâu có chạy đâu, đó, mới, cái này mới, còn nữa. Bởi vì còn đây là chỉ trời làm, chứ không phải là thiên cơ, bây giờ không có sợ gì hết. Bởi vì mình chỉ sợ là đừng có nói chống, mình với trời, mình làm sao mình sống để mình được đức mới thắng được. Bây giờ con thấy ra công nghệ hết nè, vừa rồi đi kiềm ma nè, cô chỉ sẵn luôn được đấy, nước nào cũng có hết không không? Hồi xưa có đâu, bây giờ tại sao nè? Đi kiếm người bị dịch corona, cái cầm cái súng để vô tâm tinh, không để vô bụng, vô thông, vô lũ lúng đi mà chuyển ra đây. Có ma phải không, đem vô 15 ngày, nhốt. À, sợ nhiễm, còn không có rồi, Phật đi ra. Còn ma mà ở trong 15 ngày mày không ra cho mày xuống lỗ trong luôn, đúng không? Có không? Đó, nói là phải thực tế chứ, đã nói là khoa chuyên nghiên kiến, khoa học, khoa tiếng. À, ngày xưa đó, nói là bây giờ có camera, nhà nào có camera là giảm bớt trộm cốp này kia nọ, rồi điều tra được, thấy hết trong đó là làm được hết không? Đó, ngày nay có hết trơn. Hồi xưa là nói là làm gì có chừng một mắt. Ông trời cũng có camera, trời ơi, chưa có nói trước rồi. Nhưng mà mai mốt sau này thế gian sẽ có camera là nói gì mấy chục năm gì trước đó. Ừ, bây giờ có hết rồi, bởi vì cậu thông cảm tụi con là những người dễ dụ là nhân viên. Cảm ơn mấy người này. Mà cậu cũng là người thi chứ đừng nói cậu thiệt giả gì cũng phải thi hết. Thi mới biết thiệt hay giả. Hiểu không? Mà mới biết ai là ông làm ông xã ở đâu, nói vậy thôi. Đó. Bây giờ vắng mặt bao lâu thì mấy câu như vậy để đời cho vui, sao giờ trời đất khiến xui nên cậu mới nói để cho vui cho hai con đi về. Thì của con cũng là trách nhiệm mà tắt đìa, là một tác phải tắt đìa hà, tắt đìa làm sao á về để giúp cho siêu hạ được nhiều hơn. Nhất là bây giờ á, các vị đã trở là kiếp nhân, kẻ đau người bệnh, đó, làm sao mà lai quần được cái tồn thân là cái hồn như cái sao. Cái này tu để giữ cái sống thôi, sống được coi đời được tâm thánh đích. Chứ không phải là sống để làm bậy, mà làm bậy sắc tay quậy là phải bị tiêu thôi, khổ khỏi còn nói gì hết trơn, đó là phải có rồi. Nên mình phải nói ung đúc nhiều hơn.